Xin chào tất cả mọi người trở lại kênh Phước Vlog đời sống dân quê. Hôm nay mình làm cái clip ốc nướng mỡ hành nha mọi người. Nhưng mà có cái đặc biệt này là hôm trước mình nướng ốc bu đen, bây giờ mình chơi lớn luôn, mình nướng ốc bu vàng. Ghê chưa. Bây giờ mình đi bắt ốc bu vàng nha mọi người. Trời mưa xong ốc nổi quá trời luôn nè. Tốt không? Thôi tìm ốc nha mọi người. Mới mưa xong nước nó đục ngầu à. Đây. Thấy được một em ốc bu vàng đang ăn miếng mít nè, bên đây. À, lấy tay bắt luôn. Quá bự mọi người ơi, quá bự. Wow, ốc bu vàng quá bự. Bỏ vô đây. Một em nha mọi người. Ốc bu vàng miếng mít đây. Wow, đây nè, quá chừng luôn mọi người ơi. Nó bu miếng mít ăn cứng ngắc. Wow. Có bu đen nữa nha mọi người. Có bu đen nữa nha. Mình bu vàng thôi. Nè. Con này bu vàng nè mọi người ơi. Kìa đây. Còn bu vàng nữa kìa. Đâu? Đó. Wow, 2 con. 3 con luôn nha mọi người. Đây nữa nè. Nhiều thế, 4 con. 5 con. 6 con, quá chừng luôn rồi mọi người, đếm hết nữa luôn, dính luôn cái với con ốc bu đen nè. Thôi mình bỏ ốc bu đen lại. Trời ơi, còn con nữa kìa. Wow. 7 con luôn, rồi một gỗ ốc bu đen luôn nha mọi người. Một gỗ ốc bu đen luôn, mình để lại nha. Wow. Ốc bu vàng thì nổi tiếng luôn nha mọi người. Trời ơi, cái con đó bự dữ hằng vậy. Đây, ốc bu vàng. Lậm luôn, bỏ vô. Luôn, bỏ vô. Mới có nữa nè. Vô. Biết phải ốc bu vàng không? Okay. Đây, ốc bu vàng nữa. Ê. Wow, ui, ốc bu vàng nhiều thế. Nuôi ốc bu. Con bự bự không nha mọi người. Bắt đầu mình đi tìm nữa nè. Trứng đẻ đỏ hết trơn. Trứng ốc bu vàng đó mọi người. Đi tìm tiếp tục nha mọi người. Con này là con bu đen nha mọi người, nó hả hỏng đấy mọi người. Hay bu lắm, mít nè. Mít mình thấy cho ốc bu đen ăn đó, là ốc bu vàng nó hay bu lắm nha mọi người. Đây. Wow, một cặp luôn nè. Đó, đang một cặp. Con. Một cặp mà ba con. Cái giới thêm con nữa mà quên. Ồ, một cặp ba con luôn mọi người. Ghê chưa mọi người. Một cặp mà ba con luôn đó. Đây. Đang không có chứ ốc bu vàng thì bao la. Đây. Oh, trời ơi, một cặp hai con, luôn ba con nữa. Rồi một cặp ba con tiếp tục một nha mọi người. Ba con nè mọi người. Mới nghe luôn, một cặp mà ba con nè mọi người. Mọi người có tin được không? Ba con là một cặp nha. Ba con là một cặp. Không, cái này một cặp hai con nè mọi người. Một cặp cái này là một cặp hai con. Hồi nãy là một cặp ba con. Á trời luôn, cái trứng. Ôi trời ơi. Hát cái trứng mở gì luôn. Đây con nè, đây. Đây dưới đây quá chừng này. Cái này không có cặp nhưng mà ba con. Vẫn còn. Wow, cái này là một cặp 4 con với một con cá bu đồng mình thả lại nha mọi người. Bu đồng mình không ấy, mình thả lại. Giờ cái này mình làm ốc bu vàng không bắt bu đồng nha mọi người. Mình làm ốc bu vàng. Đây. Đây. Một cặp hai con. Cái này đúng là một cặp hai con nè nha mọi người. Nhỏ, không có lớn. Cặp này đúng hai con nè, nãy giờ mấy cặp kia ba con không à. Nhỏ.
dọn trống ngay ngóc ốc bung ra nó lòi ra đây nó lòi qua. Đây là trống vô bắt luôn đi, không thèm vớt luôn cho dơ tay chơi không không à. Đây con ốc bự lắm nha mọi người, nó nằm chìm nó chìm nó chìm 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 đó, được một em rồi. Bây giờ nhiều rồi nghe mọi người, thôi mình về, mình về đặng mình chế biến rồi mọi người. Ui, được nhiêu rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ làm ruột nha mọi người. Mình chỉ lấy cái thịt thôi. Gân ốc vui vàng thì mình lấy cái thịt thôi. Rồi rồi, mọi người đợi mình nha. Rồi, bắt đầu làm. Wow. Mèo cho miếng ơi, cho xin miếng ơi mèo, cho miếng ơi, không cho hả? Rồi không cho luôn, tha đi luôn, cho miếng, cho không? Dặn hả? Dặn không cho luôn rồi, bắt đầu luôn, cho miếng ơi, cho xin miếng, cho xin miếng ơi, không hả? Cho không? Cho miếng ơi, rồi luôn, chạy luôn. Không cho thôi làm dạ, chứ. Cái phần đít nó xong rồi nghe mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy cái thấy thịt ra. Mình lấy cái thịt bên trong ra, mình chỉ lấy cái phần này thôi nghe mọi người. Mình lấy cái phần mặt này thôi. Chứ cái phần ruột mình bỏ nha. Rồi bắt đầu mình làm tiếp. Rồi làm rồi nha mọi người. Đây mình đã tách cái phần thịt ra rồi nè. Cái vỏ mình để riêng nè. Bây giờ mình chuẩn bị than để mình nướng nha mọi người. À lên đường, chuẩn bị than thôi. Khói nó lên anh. Khói đi ăn xì xì. Lấy. Cha phải làm cái. Nó quay lại 5-6 phút nữa là chín. Ok. Sắp xong rồi nha mọi người. Ngon nha mọi người. Thơm ngon quá tươi, thơm ngon luôn nha mọi người. Wow. Bắt xíu cha mình cái lúc tôi sẽ không cho bạn nữa. Để tôi ăn mì nha. Không quạt được nha mọi người. Không quạt thiệt được luôn á. Quạt. Đây là bé. Đây là bé mèo hư hỏng nha mọi người. Bé mèo không đậu không nè. Xin lỗi. Bé mèo xin lỗi. Ôi, nó xịt luôn rồi, nó xịt luôn rồi kìa mọi người ơi. Quá chừng rồi, quá chừng rồi. Làm sao cháy dữ vậy trời ăn. Nó cháy gì mới ngon chứ, mỡ nó nhiễu xuống đó. Mỡ nó nhiễu xuống nó cháy gì đó nha mọi người. Quá trời đã luôn, nó sôi lên nè. Wow, quá trời ngon. Ngon quá mọi người ơi. Mình làm sao dạ. Nóng. Nước nha, nước chín này nha. Mọi người wow. Ơi, gia vị không này nha. Tiên làm xong nha mọi người. Làm nước chấm. Mình đi làm nước chấm nha. Đó. Bỏ vô cái kia đó mình chấm mình ăn luôn nha mọi người. Minbo làm gì? Mình đang quậy. Làm nước chấm phải không? Dạ đúng rồi. Cha
làm gì vậy? Ui, ốc mỡ hành, ốc nướng mỡ hành, ốc nướng mỡ hành nha mọi người ơi, ngon quá rồi nha mọi người ơi. Chuẩn bị có món rồi nha mọi người ơi. Nhiều cái này lắm nha mọi người. Rồi nó thơm. Wow. Vậy mới ngon nè mọi người. Tôi chấm vậy mới ngon nha. Ấy da. Quá trời ngon. Nóng. Ui ngon quá. Ủa qua đâu? Mình đi lấy chấm cái đây nha. Đây. Mình đi lấy cái ta nóng. Ngon quá, ngon quá. Đây giờ ấy nha. Đây giờ im nha. Chấm này nha. Đó nè, cho bo. Ăn cay lắm. Bo ăn cay được rồi ba ơi. Ăn cay lắm. Sao ngon? Bo thấy sao? Ngon. Nè, Bin. Dài dài. Nghe dài hả? Đây Bin. Chấm phải nhiều vô. Sao Bin? Ngon. Ngon sao? Chua chua cay cay. Nó dùng đã không nha. Lớn luôn. Cay lắm nha mọi người. Mèo chào quá ngủ luôn à. Cho mèo miếng, cho mèo miếng. Mèo ngủ rồi. Bo đổ cái gì, còn gì vậy? Vậy là mình đã làm hoàn thành xong món ốc bùi vàng nướng mỡ hành. Mình xin kết thúc video tại đây. Ai chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh, bấm chuông để biết những video mới nhất của Tem tụi mình. Hey, xin chào mọi người.